Tập dưỡng sinh á, không có giống như Việt Nam à. Vô vô cái gì nữa, vô đó phải Ngọc Kê không à? Dạ, Bích Kê, Bích Kê. Trời hát Long Đàm nãy ngồi mới thuyết minh xong. Cái này là cái con robot đó, nó làm đồ uống cho mình á, làm đồ uống, đồ ăn luôn, không cần phải người đứng đây bán luôn. Mà biết mua cái gì nè, chọn là chọn món ở đây nè, thường người ta sẽ chọn món ở đây. Nó có kem nè, có nước cam, rồi có cà phê nữa, xong rồi trả tiền á thì dùng WeChat trả tiền ở đây. Ví dụ mua bao của WeChat thì mình trả gì? Không có mua được. Cho nên mai mốt qua Trung Quốc du lịch đó phải tải WeChat xuống.